Rồi, ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một cái mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa một cái bo máy giặt Samsung Inverter mà nó nhảy thời gian. Thì khách hàng nói là nhảy thời gian, thì đây là số điện thoại của khách hàng là 03 99 230 863. Thì các bạn có thể get số điện thoại khách hàng này trực tiếp ở ở trên Zalo, hoặc là các bạn có thể là gọi điện thoại xác định với khách hàng coi là có xem và có gửi cái bo này qua đây sửa hay không. Thì đầu tiên là chúng ta phải xác định cái danh tính đó đã ha, chứ không thôi thì các bạn cứ nói là mình giả bộ lấy cái bo ra rồi ngồi sửa. Rồi cái việc thứ hai nữa là các bạn sẽ xem rồi coi toàn bộ cái bo này là zin hết. Mình sẽ gỡ luôn cả cái mặt này ra cho các bạn xem. Chúng ta có thêm đây, ốc thì khách hàng gỡ sẵn rồi cho nên là chúng ta không có gỡ ốc nữa ha. Đây các bạn xem toàn bộ là zin hết nha, chưa có dấu cắt ngày gì hết nè. Mình sẽ sửa từ đầu và cái phương pháp của mình sửa sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm luôn. Thì các bạn cứ việc theo cái phương pháp mà các bạn làm. Tuy nhiên vì cái ban mà nhảy thời gian này thì có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nói một số cái nguyên nhân chính của nó xem như thế nào trước khi mà các bạn cứ việc bình tĩnh mà làm thôi, chả có gì gọi là quan trọng lắm đâu ha. Ok, thì cái việc đầu tiên học trò mình dạy học trò của mình là đừng có làm chày những cái mặt này của người ta ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ sửa chữa nó ha. Cái việc đầu tiên của các bạn là cái việc là cắm nguồn. Thì cũng rất nhiều cái video mình đã nói về vấn đề cắm nguồn rồi. Thì các bạn thấy là trên cái bo chúng ta muốn cắm nguồn thì các bạn để ý chúng ta có một số cái vấn đề. Ở đây chúng ta có cái rắc hoa màu trắng và đây cái delay. Thì khi mà bạn cắp nguồn thì các bạn nhớ cắp cho mình hai cái vị trí ở ngoài bìa nha. Đây ở đây một cái nè đó. Ở trong trường hợp không có bộ dây thì chúng ta phải cắp nguồn theo phương pháp này. Các bạn vô xem like thì chia sẻ like comment cho thầy biết nha. Rồi chúng ta sẽ cắp như vậy thì chúng ta sẽ cắp nguồn cho nó các bạn ha. Rồi cắp nguồn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục và chúng ta sẽ có một cái bộ mà chúng ta gọi là chúng ta giả tải cho nó ha, giả tải những cái cảm biến này kia. Thì chúng ta sẽ làm sẵn những cái này. Bạn nào nếu mà không biết thì có thể comment với thầy ha các bạn. Ủa ai lại nhá máy kỳ vậy, gọi ông gọi nhá cha. Ok rồi chúng ta sẽ tiếp tục ha. Rồi chúng ta sẽ cắm vô đây, chúng ta cắm vô đây, cắm vô đây. Rồi bạn nào mà muốn muốn làm cái bộ giả tải thì mình cũng hướng dẫn làm luôn, chứ mình cũng chả có về giống cái này. Học trò của mình thì những cái bo máy giặt Samsung này thì mấy bạn làm rất nhiều rồi, rất nhiều, nhiều lắm các bạn ha, nhiều lắm, cho nên là không có gì mà mình phải giấu ha. Học trò của mình nói về bo Samsung này thì một ngày chúng ta sửa rất nhiều cái. Mình đây nè các bạn, dưới đây nè còn nhóc luôn nè. Đừng đó, mình thấy một số bạn cứ đăng lên Facebook này kia sửa nhiều, đây nhiều lắm các bạn, nhiều lắm. Khách hàng đưa chờ sửa các bạn, chờ sửa, mình sửa đâu có kịp đâu, sửa không kịp thì khách hàng hối, mà hối quá thì nhiều khi mình hẹn tới hẹn lui thì cũng ngại khách hàng ha. Ok, cái này không có cửa phụ cho nên cái này chúng ta không xài ha các bạn. Còn có cửa phụ em mốt xịn sẽ hướng dẫn cửa phụ, rồi chúng ta sẽ gắm vô như vậy đây các bạn. Như vậy thì chúng ta sẽ đã là gọi là cắm thử nguồn ha. Hai cái dây này là các bạn giải cho công tắc cửa, các bạn gắm như vậy thì nó sẽ, cái này là chúng ta sẽ vô hiệu hóa công tắc cửa chính nha, còn cái này là vô hiệu hóa công tắc cửa phụ. Thì các bạn muốn vô hiệu hóa công tắc cửa phụ thì các bạn đơn giản lắm, mình sẽ vẽ ra cái mặt luôn cho mấy bạn xem để các bạn có thể làm luôn ha. Các bạn đừng có phải băn khoăn về vấn đề này, nó rất là dễ. Mình sẽ vẽ cái tờ giấy, mình sẽ vẽ ra luôn cho mấy bạn xem. Đây chúng ta sẽ có một cái tờ giấy ha, chúng ta mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để thử để làm ha. Các bạn đừng có băn khoăn về vấn đề này kia khi nọ, mình làm luôn cho các bạn xem ha. Ok, chúng ta đầu tiên chúng ta lấy tờ giấy ra. Để vẽ thì chúng ta sẽ vẽ như thế nào đây các bạn. Đây các bạn, thật ra cái công tắc cửa phụ này các bạn đừng có nghĩ là cái gì cao sang lắm ha. Đây các bạn ha, thì trên cái bo chúng ta có một cái chảo hai chân này các bạn, chảo hai chân. Ok chưa, chỗ hai chân đó, nó có hai cái chân. Ở đây là cái relay thì nó cũng có hai cái chân, đúng không, hai cái chân nó xéo nhau vậy nè các bạn ha. Thì các bạn cắp nguồn AC vô thì các bạn chỉ cần cắp cho mình là một cái chân ở đây các bạn ha, lấy cái kẹp cá sấu nè. AC chúng ta có hai lai L và N, đúng không các bạn, đúng không ạ. Thì các bạn cứ cắp một dây vô đây, ok chưa. Và một cái dây còn lại thì các bạn sẽ cắp vô cho mình là ở bên đây. Đây là cắp điện nha, đây là cắp điện. Ok, chào mấy bạn mới vô xem nha, các bạn vô xem like chia sẻ comment cho thầy biết nha. Ok rồi, như vậy thì các bạn cắp điện vô hai cái chân này ha bạn. Còn bạn muốn vô hiệu quá công tắc cửa, công tắc cửa chính nha các bạn, công tắc cửa chính thì các bạn lấy một cái sợi dây điện nè, các bạn nối liền hai sợi dây này, đây là chính là hai cái sợi dây đỏ này nè, đó hai sợi dây đỏ này, các bạn chỉ cần nối liền qua là các bạn vô hiệu quá. Cái lỗi này là lỗi DC nha các bạn, DC, nếu như nó hiện lỗi DC mà bạn nói qua thì nó sẽ vô hiệu quả trong lúc chúng ta giặt nha. Rồi ok, việc công tắc cửa thì các bạn thấy là để vô hiệu quả mà lỗi mà có công tắc cửa phụ thì các bạn thấy là ở đây chúng ta có một cái rắc gọi là 10 chân. Ok 10 chân
thì chúng ta 1 nè, 2 nè, 3. Rồi 10 chân các bạn ha. Ở đây là cái ngàm của nó này các bạn. Thì các bạn sẽ ở đây đây nè, ở đây nè. Rồi các bạn muốn vô thì qua công tắc cửa thụ thì các bạn kẹp vô mình cho mình một cái kẹp cá sấu như chỗ này. Nhớ chưa bạn? Kẹp cái kẹp sấu là các bạn nhớ nha. Các bạn sẽ qua con điện trở. Ok. Đó, và ha, rồi các bạn nói vào đây. Như vậy là chúng ta vô hiệu quá công tắc cửa phụ này. Về số ký thì mình sẽ đo cho các bạn xem để không các bạn không nói là số ký là bao nhiêu ha. Đây, thì các bạn có thể coi trên cái đây luôn ha. Bạn nào có nhu cầu học sữa bo mạch thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại là 0907 716 705. Zalo của mình là 093 115 7788. Chúng ta học tại 861/61 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn nha. Đây các bạn, đây, các bạn thấy không? Số ký nè các bạn. Đây. Nhìn được không các bạn? Đây. Con này có giá trị là 470 ôm ha. Ok. Ok, chào mấy bạn mới vô xem like, chia sẻ, comment cho thầy biết nha. Đây các bạn, 470 ôm đó. Đúng rồi ha, 0.47 kg ha các bạn. Đó, nghĩ chưa? Về ở con này là cũng cho có là 470 ôm nè, đó. Ok chưa? Đó, chúng ta rất rõ ràng câu chuyện chưa các bạn. Rồi chúng ta gắm trở lại cho nó ha các bạn ha. Ok. Đây, chúng ta sẽ gắm vô. Rồi, như vậy là chúng ta đã vô hiệu quá công tắc cửa chính và công tắc cửa phụ để chúng ta sẽ thử máy nha các bạn nha. Rồi, ok. Cái việc đầu tiên á, là các bạn thường thường là các bạn nghe nhảy thời gian thì các bạn thường thường á, là các bạn kiểm tra cái gì ạ? Các bạn kiểm tra cái gì? Các bạn kiểm tra IC công suất đúng không? À, một số thợ ngày xưa các bạn nghe kỹ cho chúng ta một số cái vấn đề là một số thợ ngày xưa á, khi mà gặp một con IC công suất á, IC công suất thì kiểm thợ ngày xưa thì chuyên môn đo những cái gì các bạn biết không? Đo là xem có chạm chập gì không các bạn ha, đo xem có chạm chập gì không. Ví dụ như là cái này là đưa ra UV đứt là đưa ra cho cái motor nè, thì thợ ngày xưa sẽ đo đúng không các bạn, sẽ lấy đồng hồ lên cho mà họ đo đó, họ đo với gì, họ đo với âm với dương. Thì ở đây mình sẽ moi một cái chỗ sẵn để đo này các bạn. Họ đo này các bạn, các bạn nhìn cho họ đo ha. Họ đo như thế nào? Đây đầu tiên là họ đo vô cái cực gì một pha nè, họ đo với lại đầu giờ dương nè, 300V cấp IC sức nè, đó các bạn thấy không. Vậy thì chúng ta sẽ để cho nó thuận ha các bạn. Đây họ đo nè, đây họ đo như thế này các bạn thấy không, họ nói là không chạp đúng không. Họ đo tiếp kìa, họ đo tiếp cực gì, cực U hoặc cực V nè các bạn ha, cũng không chạp nè, cực đúp nè, đó cũng không chạp đúng không ha, đúng không? Nhưng mà chưa chắc này đã sống đâu các bạn không. Đây là họ đo nha các bạn nha. Rồi họ đo với cực âm đúng không? Âm thì các bạn thấy là điện trở sinh nó đưa xuống đây, đây là điểm mát này các bạn, đây là điểm mát này các bạn ha. Ok, đây là U nè, đó không được chưa, được chưa, không chạp đúng không. V nè, các bạn xem có chạp không, V có chạp không, không chạp nè các bạn thấy không, không chạp nha các bạn, không chạp rõ ràng. UV đúp không có cái nào chạp hết các bạn thấy không. Các bạn thấy không, có cái nào chạp không các bạn, có một cái thì nó có vẻ nó khác xíu nè các bạn ha. Tuy nhiên chúng ta sẽ tính nha. Như vậy thì nếu như mà chúng ta dùng một cái đồng hồ đo mà chúng ta đo thì cũng không thấy cái vấn đề nó chạp cái quan điểm của thợ siêu bo. Thì chúng ta thấy là nếu như mà trên mạng Google mà các bạn search á, thì các bạn muốn biết UV đúp nó nằm đâu á, thì các bạn sẽ search một số cái vấn đề chút xíu ha. Rồi chúng ta chờ xíu cái vấn đề ha. Đây, chúng ta xem. Thì cái con IC công suất này nè, thì cái mã của IC công suất này nếu như bạn làm thợ lâu năm á thì bạn biết rằng con IC công suất này cái mã của nó là IKCM15F60 đúng không các bạn? Đây các bạn. Đây, chúng ta sẽ xem coi con IC này thì dương âm nó nằm ở đâu các bạn ha. Ok. Thì các bạn khi mà các bạn học sữa bo mạch á thì các bạn cũng phải tập làm quen với là cái cách mà dò những cái chân cẳng của con IC đi. Thì các bạn mới có thể là đo được ha. Rồi ok, chúng ta sẽ xem thử coi. Đây, IKCM15F60 thì chân cẳng nó như thế nào các bạn? Thì chúng ta sẽ xem thử nha các bạn. Đây, ok. Không cần download ha, PDF cũng được ha, khỏi download. Ok. Đây các bạn xem thử xem mà nó sẽ là chân cẳng nó như thế nào. Đây là con IC công suất nè các bạn. Đây IC công suất. Thì thường thường mà thợ mà họ đo, chúng ta sẽ thí dụ như chúng ta có một cái đồng hồ chúng ta đo không ạ? Đúng không? Thì thợ họ sẽ đo như thế nào? Đây, các bạn thấy là họ sẽ để gì? Một que vô cực A, một cực B nè. Đây cực B nè. Cực B. Họ sẽ đo với lại UV đúp xem nó có lên kim không. Rồi, nếu như nó không lên kim thì họ nói là nó không chạm. Giờ họ đo với gì? N đúp với lại đúp, NU với U, NV với V. Nếu mà nó không chạm thì nó coi như là họ nói là tốt. Nhưng mà thật sự nó có tốt thật hay không, ý chúng ta không, chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ thử nha. Như vậy thì khi mà chúng ta đo hồi nãy các bạn thấy nó không chạm đúng không? Nhưng các bạn quên rằng ở trong cái con IC công suất này á, chỉ có học trò mình dạy á, thì mới nói gì cái vấn đề con quang học. Đây con quang học đây. Ở trong con IC công suất thì chúng ta có 6 những con IGBT. Giờ khi chúng ta chưa mở điện thì chúng ta đo thì chúng ta thấy không thấy chạm. Nhưng mà khi mà chúng ta mở điện lên thì cái khối điều khiển của nó nè, cái khối điều khiển nó nằm bên trong nè, thì nó kích hoạt cho con này dẫn điện thì sao? Để chúng ta sẽ thử xem nha. Ok, chúng ta thử xem. Khi mà chúng ta sửa đây các bạn. Đây, chúng ta thử nha. Đây, chúng ta thử nha các bạn. Đây, bình thường á
Bình thường đối với một cái bo thì những cái chân ovi đúc này nó không hề có điện nha bạn. Chúng ta sẽ xem thử nè, chúng ta cắm cái này vô, chúng ta có thể làm cái này ở nhà được không? Được nha, chúng ta cắm vô rồi chúng ta sẽ mở thử nè các bạn. Chúng ta mở thử nha. Ok, chúng ta mở thử ra cái này, chúng ta sẽ chỉnh qua vôn đầu thử nha các bạn. Đây, mở nguồn, bạn mở nguồn nha, mở nguồn. Ok rồi chưa, chúng ta sẽ mở khoan này thôi, thằng pick nha các bạn, thằng pick ha. Rồi ok chưa, mở nguồn. Rồi ok, các bạn nhìn nha, các bạn nhìn nha, đây là cực âm cực dương nha. À, chúng ta sẽ lấy một cái gì đó chúng ta gắm vô để chúng ta tiện bề chúng ta đo ha. Ok, chúng ta tiện bề chúng ta đo, chờ chút xíu nha, mình sẽ rút cái này ra trước. Rồi chúng ta sẽ lấy một sợi dây chúng ta găm vô, thì cái chân số 3 của nó là chân mát nè các bạn, 1 2 3, chân số 3 là chân mát nè các bạn, đếm ra đây nè các bạn, mát nè, 1 2 3, đây là mát nè, mát. Rồi, chúng ta sẽ đo xem nha. Đầu tiên là chúng ta đo một pha trước nè, đo pha mình gắm vô là mình để luôn chứ mình không có rút ra đâu, cho nên các bạn yên tâm ha. Cái đồng hồ đo này các bạn nhìn cái đồng hồ đo nha, đây mở. Bây chúng ta sẽ mở nguồn nha, mở nguồn. Rồi ok chưa các bạn, rồi đúng không, chúng ta bấm start, chúng ta gắn cái công tắc cửa vô nè, mô vô hiệu quả công tắc cửa nè, rồi nhấn start. Rồi các bạn rita nè, các bạn xem đây, các bạn xem thử xem như thế nào ha. Đây một pha nè, u nè, cái này u nè các bạn ha, u rồi chưa, u rồi, chúng ta chờ thử xem nhé các bạn. Rồi và v nè, v nè, bạn thấy nó khác không, bạn thấy nó khác không, đúp nè, đúng chưa, bạn thấy chưa, nó khác chưa các bạn. Chỉ có một cái pha là nó khác vô nè, có không, hai pha u v nè, đúng chưa, u v sorry, v đúp nè, cái này là v nè, chân giữa này các bạn, chân giữa nè, thấy không các bạn, chân giữa nè, này chân ngoài bìa nè, đó. Chỉ có cái là ở ngoài thì chúng ta thấy là nó gì, nó có hai bên máy, các bạn thấy nó chập chưa, thấy không, rất dễ không ạ, rất dễ không, nó cực kỳ dễ khi chúng ta sửa một cái mạch. Rồi bây giờ cái 300V nè, thì các bạn thấy ngay chỗ này nè, cái con diode là thật sự là khi mà các bạn sửa mạch quen thì các bạn dò ra cái chân cộng của cầu diode thì nó sẽ chạy ra đây. Rồi chúng ta đo thử nha các bạn nha, chúng ta đo thử nè, nè các bạn xin xem nè, pha u nè, đó, nó có 300 mấy đúng không, pha v nè, đó, à bao nhiêu, hai bên máy nè các bạn thấy chưa, để pha đúp nè, đó. Như vậy thì cái việc mà các bạn coi cái này thì các bạn cũng rất là dễ sửa. Các bạn chỉ cần coi cái, các bạn khi mà các bạn mở nguồn lên các bạn đo vôn, nếu như vôn nó đều nhau hết thì nó ok, còn nếu như mà nó lệch như vậy là cái con xem sức này nó hư. Mặc dù khi chúng ta đo nguội á thì nó không có hư nha, đo nguội thì nó không có chạm chập gì cả, đo nguội thì nó không chạm chập, nhưng mà khi chúng ta có điện vô thì như mình đã nói với các bạn rồi á thì nó là do gì, do cái trong này nè các bạn, cái con quang học này nó chập, đó, cái con quang học này nó chập, cho nên là khi mà chúng ta đo tức là 6 con IGBT này nó không hề hư, 6 con IGBT này nó không hề hư, nó hư là do cái khối gì, cái khối điều khiển 6 con IGBT này nó bị chập, cho nên là khi mà chúng ta cắm điện vô thì nó có điện lập tức thì nó sẽ dẫn điện những con IGBT nó đi các bạn. Đó, đây là cái chính yếu nhất là chúng ta khi chúng ta sửa bo mạch, cho nên có nhiều khi mà thợ thay ăn may á, ăn may có nghĩa là gì các bạn biết không? Tức là bây giờ nó không biết hư là gì, nó thay thử IC công suất. À, nó thay thử IC công suất. Mà khi mà nó thay thử IC công suất rồi thay thử mà nó chạy được, ok chạy được cái, nó mừng quá, nó nói là à thì ra cái ban này ban hư IC công suất. Mà hỏi là tại sao hư IC công suất, đâu có hư thì nó lại không giải thích được. Nó nói là thì tao làm nghề bao nhiêu năm rồi tao thay IC công suất thấy nó chạy thì tao chỉ mày vậy thôi chứ tao cũng đâu biết nó lại sao nó hư. Nhưng mà thực tế là rất là dễ, không chỉ cần mở vòn lên đo một cái là chúng ta biết sao nó hư. Như vậy chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ mở con IC công suất là chúng ta sẽ thay. Thì bây giờ chúng ta cái việc đầu tiên chúng ta sẽ là cắt cái mạch ra. Rồi cắt cái mạch ra. Rồi các bạn xong xuôi các bạn phải đo nội trở của 6 đường lệnh nha. Ok. Bây giờ chúng ta tiến hành, chúng ta làm, bắt đầu làm thôi các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ cắm cái mỏ hàng cắt mạch vô. Đây chúng ta cắm mỏ hàng cắt mạch vô, bắt đầu chúng ta sẽ làm nha. Rồi các bạn đợi mình chút xíu ha. Trong thời gian để mỏ hàng cắt mạch thì nó nóng thì chúng ta sẽ vừa rồi mình có nghe một số bạn nào nói hỏi cái mỏ hàng cắt mạch này có bán không, thì các bạn có thể inbox Zalo mình đi. Ở đây mình vẫn có cung cấp những cái mỏ hàng cắt mạch đó các bạn. Đây là mỏ hàng cắt mạch đó các bạn. Cái này mình nhập từ Nhật về luôn. Đó, rất là tiện lợi các bạn ha. Cái đầu của nó là cái mũi dao luôn các bạn thấy không? Nó cắt mạch rất là nhanh, đúng không? Cái thời gian nóng của nó cũng cực kỳ nhanh các bạn. Đó, chúng ta chờ xíu ha. Nó nóng là chúng ta sẽ cắt nha, thời rất là nhanh. Ở đây là hiện tượng hư gì, hư xe công suất nha các bạn nha. Rồi mình cũng có chia sẻ cái
cái bạn mà hư cái bộ mạch nè, vô xem mình cũng đâu có lo gì đâu, sửa trước mặt người ta luôn chứ đâu có gì đâu phải quan trọng đâu ha. Chả bây giờ giấu giếm mình cả không. Đây nè, cái mặt còn zin nha. Đó, mặt còn zin, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ mở đây, chúng ta làm. Bạn nào có những cái gì mà cần hỏi thầy á thì các bạn có thể comment các bạn hỏi thầy nha. Chứ nhiều khi các bạn mình đâu có nhiều thời gian rảnh đâu mà các bạn cứ cái thấy cái số Zalo của mình các bạn gọi, các bạn nhắn tin vô các bạn hỏi mình đâu có trả lời đâu. Ví dụ như mình trả lời cho số đông, chứ mà trả lời một hai bạn vậy, trả lời nguyên nước Việt Nam thì trả lời xong hết đâu. Cho nên là những cái thằng thợ nước Việt Nam mình đó trả lời xong hết. Cho nên là các bạn cần gì thì các bạn coi những cái like nè, coi những cái like của thầy nè. Thì khi mà các bạn thầy like, thầy còn nhà học viên con em thì bây giờ còn có một chỗ hay chỗ gì thôi, em phải nhanh chân em đặt chỗ á. Chứ thầy bây giờ nhận những cái năm nay á, thầy nói em nghe nè, thầy nhận là nhận đặt chỗ chứ không có nhận những năm ngoái. Cái một số bạn kêu thầy ơi, em tới ngày đó em vô học nha thầy, tới chừng đó cái bắt đầu thầy nói là đủ người rồi, cái thầy ổng nhận nữa, không nhận nữa. Thì các bạn cái bắt đầu cái một số bạn, tại vì hứa với em là nhận em rồi đúng không? Không, ví dụ vậy đi, thì một số bạn vô cái này thì nói thôi đủ chỗ rồi, thầy đã nhận bạn kia rồi, thôi không có chỗ em về đi. Cái bạn nói về cái xong rồi cái tới chừng cái ngày đó, ngày em vô cái em không vô. Cái người học thì không học, cái người đi học thì không đi. Cho nên là sau này mà bạn muốn học thì cứ đăng ký chỗ trước, đóng tiền giữ chỗ đi ạ, rồi tính tiếp. Đây cái là minh chứng là chúng ta thật sự muốn học, đúng không các bạn? Chứ không có chơi ảo nữa, đúng không? Nhiều bạn vì lý do vợ con này nọ ui tùm lum ra hết, mình bây giờ chúng ta lớn hết rồi, chúng ta đừng có bị mình nữa, đúng không? Bây giờ muốn học không? Muốn học thì đóng tiền đăng ký giữ chỗ đi ha. Rồi, chúng ta sẽ cắt xem sức ra ha. Cắt xem sức ra. Thì những cái học trò ở đây thì những cái này nó làm chùm hết rồi. Học trò của mình đa số là bây giờ trên mạng là nó sửa ngon lành. Rất là ok luôn. Thôi, ok. Thầy hay quá. Ok, thì các bạn like chia sẻ thầy đi ha, chia sẻ lên cái hội nhóm Facebook hoặc là chia sẻ về cái YouTube của mình ha các bạn. Rồi chúng ta sẽ xem coi cái món hàng cắt mạch nó nóng ha. Vậy chúng ta sẽ cắt ra nha, cắt ra nè, cắt ra. Tức là sẽ cắt ra cái khu vực này đúng không? Rồi chúng ta sẽ cắt ra, chúng ta đo nội trợ 6 đường lệnh này kia ha các bạn nha. Ok, đây cái món hàng cắt mạch nè các bạn. Thấy không? Đó, rất là tiện ha. Bạn nào có nhu cầu mà muốn mua thì các bạn có thể là inbox Zalo này ha. Đây các bạn, chúng ta cắt ra. Đó. Bạn cắt ra cứ rộng chút xíu đi, đâu có gì đâu phải lo đúng không các bạn? Đó. Mỏ hàng cắt rất nhanh các bạn, cắt cực kỳ nhanh đó, bạn thấy không, nó cắt ngọt ngào không các bạn. Rồi, cái mỏ hàng này thì đấu giá Nhật về các bạn, đấu giá Nhật. Đa số là những cái dụng cụ này kia thầy mua đấu giá Nhật nhiều không bạn ha. Cũng rồi mới một số bạn mua đồng hồ đo của thầy năm nay không biết về kịp không, thấy không thấy nó nói ăn gì hết trơn, chắc về không kịp hay gì á. Rồi các bạn xem nha, thầy làm từ đầu đến đuôi nha, chứ không có chuyện mà giả bộ sửa rồi xong rồi cái bắt đầu cái giả bộ quay like, không có đâu. Đó, thầy cắt nhựa cho mấy bạn xem luôn ha. Rồi chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ sửa chữa ha các bạn ha. Đó, sửa rất là bình phản nha, chả có gì gọi là quan trọng lắm ha, tại vì cái này chúng ta nắm trong lòng tay mà, có gì đâu lo. Những cái nào còn e ngại chứ, ui ba cái máy giặt Samsung nhiều, mỗi ngày có khi một ngày thầy sửa 5-7 cái cũng không chừng. Nhưng mà nhiều khi không có thời gian quay like, bằng cái nào cũng quay like, mình lựa những cái nào mà nó mang tính chất mà nó hiển thị rõ ràng á thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn không. Còn những cái bên đứt mạch mục mạch này kia thì nó đâu có gì đâu mà đáng, đúng không các bạn? Thì thấy là một số bạn vẫn trên Facebook vẫn đăng những cái hình, hoặc là Zalo vẫn đăng những cái hình bo thì ở đây mình bao la đúng không ạ. Nếu như mà thầy quay được cái video qua thì sẽ cho bạn xem một nhà bo luôn đó, chứ không phải là một hai cái đâu. Rồi chúng ta xem ha. Ok. Đó, chúng ta cắt mạch ra từ từ ha, chúng ta cắt ra. Bạn cứ cắt ra, bạn cái cắt mà nó không có tèm nhem, nó không có ấy, thì các bạn mua những cái món hàng cắt mạch thì nó cũng tương đối, bây giờ nó cũng rẻ, không có mắc đâu các bạn. Đó, không có rắc. Đó. Chứ các bạn đừng có cắt bằng những cái món hàng kia, cắt vô cái mạch nó xấu lắm các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Bạn cắt cái này nó cắt như cái lưỡi lam luôn, các bạn thấy không? Đó, nó cắt như cái lưỡi lam, thời gian nóng rất nhanh các bạn thấy không? Nãy giờ các bạn thấy là cắm mạch cắm điện vô cái là chút xíu là nóng rồi các bạn ha, chứ không cần phải chờ đợi các bạn. Đó thì các bạn cứ cho nó rộng thoải mái đi, có gì đâu. Đôi khi nó có phát sinh thì chúng ta khỏi phải cắt nữa đó, thấy không, rất nhanh các bạn thấy không, phải không, bạn thấy cắt nhanh không, cắt cực kỳ nhanh thôi. Bạn nào có nhu cầu học sửa bao mạch thì có thể là liên hệ với thầy số điện thoại là 0907 716 705, Zalo có thể là 0931157788. Chúng ta học tại 861/61 Trần Xuyên Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Chỉ dạy trực tiếp thôi nha các bạn nha, chỉ dạy trực tiếp thôi, không dạy Zalo, không dạy Facebook, không dạy trực tuyến, không bán tài liệu banh bệnh nha các bạn. Những cái đó nó ảo lắm mà. Một số bạn thì thấy là cũng hay đi mua những cái tài liệu sách vở về học đâu có được đâu. Tốt nhất là các bạn phải học trực tiếp. Đó, có những cái nhóm Zalo nội bộ hỗ trợ mấy bạn.
Khi mà các bạn sửa máy á, tôi nói các bạn nghe, có một số bạn hỏi thầy một cái câu hỏi gì vậy nè các bạn. Thầy nói vậy chứ trong một thời gian ngắn quá làm sao mà có thể sửa được tất cả những cái loại bo, đúng không? Đúng rồi, đúng không các bạn? Đây là một cái câu hỏi mà các bạn rất hay hỏi thầy. Đó, nhưng mà các bạn quên rằng thầy ở đây cũng nhóm những cái nhóm Zalo nội bộ, chúng ta có mấy trăm anh em thợ luôn các bạn. Hợp với nhà thành một nhóm Zalo. Thì khi mà bạn thắc mắc những cái gì đó bạn hỏi á, thì bạn vô nhóm Zalo nội bộ bạn hỏi. Thì trong nhóm Zalo nội bộ sẽ trả lời những cái câu hỏi đó cho bạn. Đó, hoặc là thầy sẽ trực tiếp trả lời cho mấy bạn ha. Đó, chứ đâu phải là học xong rồi về đâu. Một số bạn có một cái quan điểm là giống như là gọi là ăn cháo đá bát, hay là còn phản thầy, học xong cái giả bộ cái phản phúc này kia. Nhưng mà phản phúc sao được, phản phúc chết. Tại sao? Tại vì thật chất ra dạy kiến thức nó như vậy, nhưng mà muốn sửa được thì còn phải có nhóm Zalo nội bộ nó hỗ trợ nữa thì chúng ta mới thành công được. Chứ bây giờ mà các bạn dạy xong rồi, một số bạn nói là học xong rồi về có nhóm Zalo nội bộ hỏi một cái là và cả tháng sau mới trả lời. Tôi nói các đó là các bạn học ở chỗ nào không biết chứ. Còn cái nhóm Zalo nội bộ của mình là trả lời TikTok, đúng không các bạn? Bạn nào đã từng học, các bạn nào đã học ở đây rồi thì các bạn cũng biết cái chuyện đó, đúng không? Đó, đây, ok. Đó, chúng ta lấy ra ở cái chỗ này nó dở hơn mà ha, nó dở. Thì chắc chỗ này nó mỏng nè. Chúng ta chịu khó chúng ta lại chút xíu đi để cho nó lành lặn ha, cũng được ha. Đấy. Đó. Cho nó lành lặn xíu ha. Để cho chút nữa nó cũng dễ ha các bạn. Đó. Đây, chút nữa mình sẽ cho mấy bạn xem nhóm Zalo nội bộ của mình ha. Đó, các bạn chờ chút xíu đi. Đó. Mỗi lần đó, lúc mình không xài thì tôi dích nhiều lắm các bạn, mà sau lúc mình xài không thấy cái cây nọ từng. Đó. Nó ngộ vậy đó. Đồ nghề nó dễ các bạn. Rồi. Ok, rồi bây giờ chúng ta nạy ra rồi xong rồi ha. Cái này chỗ này các bạn thấy nó nắm vàng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ lấy nó lên ha các bạn, lấy nó lên. Rồi, chúng ta sẽ lấy nó lên. Lấy lên. Ok, rồi lấy lên các bạn ha. Lấy lên. Rồi chúng ta còn phải đo nội trở 6 đường lạnh này kia. Trước tiên là chúng ta phải nạy keo ra trước đã. Cái này keo ra xong rồi chúng ta sẽ nạy keo ra rồi chúng ta làm gì các bạn? Chúng ta lấy miếng nhôm ra chúng ta mới thử được ha. 6 đường lệnh ha các bạn. 6 đường lệnh mà còn thì chúng ta mới thay xem xét. Nếu như mà 6 đường lệnh mà bị hư rồi á thì chúng ta thua luôn, nó cũng không làm gì được đó các bạn. Đúng rõ ràng chưa? Rồi chúng ta bắt đầu ha. Đây chúng ta bắt đầu nạy ra nè, nạy keo ra nè. Đó. Rồi cái thời gian nạy này, nếu như một số bạn hỏi là trong thời gian ngắn làm sao mà chúng ta học được hết đó, học hết. Ở đây chúng ta học trên gì? Trên mô hình tách ban các bạn. Học trên mô hình tách ban thì những cái ban nó tách nó trình bày cho chúng ta thấy được cái phương pháp mà để nó hư hỏng luôn. Chứ nếu như mà vô mà nè, hôm nay thầy gặp cái bo này nè, được bắt đầu đưa em sửa nè, thì bắt đầu thằng nhỏ ngồi, thầy làm tới đâu thì nó đứng nó học tới đó. Nó học bao nhiêu bệnh? Rất là nhiều bệnh, làm sao có thể học hết được trong một thời gian ngắn. Cho nên học trên mô hình tách ban, học một có thể là chúng ta học một buổi chúng ta sẽ gì, chúng ta học gần như là hết những cái ban của một cái máy, và những cái đó nó có quyền đặc trưng. Rồi chúng ta nạy keo từ từ nha các bạn nha, các bạn đừng gấp ha, chờ mình xíu ha. Mình nạy keo xong xuôi mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp ha. Đây, đầu tiên là cái này gọi là bước nạy keo. Thì nạy keo thì bạn nào khéo thôi, chứ không thể nhất thiết là phải học đâu. Cái này không có gì đó học hết á. Cái nhiều khi bạn nào cẩn thận thì ok vậy thôi à, chứ không phải là cái này phải học cái này kia, không có. Cái nạy keo là cái những cái đó đơn giản, nhưng không có gì quan trọng ha. Đó, bạn nào vô xem like thì chia sẻ like giùm thầy, các bạn like comment ủng hộ thầy ha, để chúng ta sẽ tiếp tục ha. Rồi chúng ta nạy keo ra các bạn. Mình nói có nhanh không các bạn? Đây chúng ta sẽ nạy keo ra. Đấy. Rồi, ok chưa? Nạy keo ra. Bây giờ chúng ta sẽ mở hai con ốc này ra, chúng ta sẽ nạy cái chỗ này nữa các bạn. Cái này bo zin cho nên chúng ta muốn mở ốc thì chúng ta phải bung cái chỗ này ra nè, để nó mở được ốc nè. Mình sửa là sửa trước mắt cho mấy bạn xem chứ mình cũng không có giấu giếm đâu, bây giờ cái bo phải hoàn toàn zin. Chứ nhiều khi chúng ta sửa mà chúng ta bo không zin thì các bạn nói ui ông nội này ông nói sao, chứ cái bo ông mở ra tan bét rồi ông giả bộ ông quay, không có đâu. Ở đây mình chơi là cái bo zin hoàn toàn zin 100%. Và cắt mạch cho các bạn xem từ đầu đuôi luôn các bạn. Đó, làm là phải người thật việc thật nha các bạn. Không có chơi ảo ha. Đó, mở ốc lên. Đấy. Rồi, mở ốc lên. Những cái ban này đơn giản các bạn ha. Thầy cũng đang kiếm những cái video nào nó hay ha các bạn. Samsung này giờ thì nó hư nhiều lắm các bạn. Hư nhiều lắm. Chào bạn Nguyễn Quốc Đạt gì đó ha. Ok, các bạn vô xem like, chia sẻ, comment, ủng hộ cho thầy biết nha. Rồi, chúng ta mở ra. Rồi, chúng ta sẽ mở miếng, lấy miếng nhôm ra nè các bạn. Cái này cẩn thận nha các bạn. Cẩn thận chỗ này.
Đó, cẩn thận đó, thấy chưa các bạn, thấy không, phải cẩn thận nha. Đó, rồi lấy miếng nhôm ra, ok chưa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nại cái keo chỗ này sạch sẽ nè. Đó, làm tới đâu là cho mấy bạn xem tới đó, không giấu giếm, mà các bạn có thể coi coi cái trình tự, các bạn có thể làm theo cũng được ha. Đó, đầu tiên là các bạn sẽ gì, các bạn sẽ nại keo sạch sẽ chỗ này ra để các bạn đo đạc nha. Trước khi mà các bạn thay một con gì đó, đã mình nói các bạn rồi, không bao giờ gỡ một con linh kiện khi con đó không hư. Rồi con đó hư thì ở đây mình mới kêu mấy bạn gỡ ha. Đó, mình làm rất rõ ràng nha, không giấu giếm mấy bạn đâu ha. Mấy bạn trên mạng cũng vậy mà, đâu có gì đâu mà giấu, làm được nuôi vợ con rồi giấu làm gì. Đồ quỷ Samsung này giờ nhiều chết. Biết làm cũng có thể tự làm được, đâu có gì đâu phải mang đi sửa đâu ha. Rồi ok chưa. Rồi tới bên đây nè, các bạn này cẩn thận nha, cái những cái con linh kiện dán rồi các bạn phải cẩn thận ha, những cái linh kiện dán ở dưới ha. Để chúng ta nại mà chúng ta vô tình mà chúng ta làm cho nó bay lên thì chúng ta phải kiếm những cái bo sát rồi chúng ta thay qua, cực lắm á. Đó, này cẩn thận nại ra thôi, đúng không, làm thì các bạn coi được không kìa. Các bạn nào chưa coi được thì các bạn có thể mở qua chế độ full HD các bạn xem ha. Ở trên đó nó có một cái chế độ mà chất hình ảnh chất lượng cao đó, thì các bạn xem thầy làm rất rõ ràng nha các bạn. Cái tu vít kia nại keo ngon lắm, mà cái tu vít kia thầy để đâu mất đi rồi. Giờ có cái này nại trước này, cái này thì cái đầu nó nhỏ lắm các bạn, cái đầu nó nhỏ quá cho nên là nại nó hơi khó xíu ha, thôi kệ đi. Rồi chúng ta nại chỗ này ra nè, sáu đường lệnh nằm đâu, sáu đường lệnh, chút nữa mình sẽ chỉ các bạn cái khu vực sáu đường lệnh ha. Rồi chúng ta sẽ đo sáu đường lệnh, phải sáu đường lệnh nó còn rồi chúng ta mới thay xem sức nha, chứ mất công chúng ta gửi xe ra đã đợi xong rồi nó sáu đường lệnh bị hư rồi chúng ta thay, chúng ta chưa gì sớm sát thì chúng ta đi chúng ta thay xong rồi chúng ta sáu đường lệnh bị đứt rồi, giống như rồi mình quay một số video clip đó các bạn, nhiều khi làm một hồi nữa cuối cùng chúng ta không có kết quả, không có thành công. Đó, cho nên rút những cái kinh nghiệm đó thì chúng ta sẽ quay, chúng ta sẽ đo trước đã ha bạn, đo trước đã sáu đường lệnh xem còn không rồi tính tiếp ha các bạn. Nếu sáu đường lệnh còn thì ok, còn sáu đường lệnh mà nó đứt rồi thì chúng ta kêu khách hàng sáu bạn mua bao mới ha. Đó. Cái tui vít kia này ngon lắm mà thầy để đâu rồi, tui vít này nó lại không ngon mà nó còn bén nên nhiều khi trượt cái vô tay, cho nên cẩn thận các bạn ha. Rồi đây sáu đường lệnh đây các bạn. Các bạn nhìn thấy được sáu đường lệnh không? Sáu đường lệnh là sáu điện trở nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, chúng ta có sáu điện trở nè, gọi là sáu đường lệnh. À, không thầy đúng mày làm nên hả? Thầy dạy nhiệt tình rõ ràng, có tâm ơi, khi cảm ơn em nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đo đạc nha các bạn nha. Chúng ta sẽ đo đạc thử nha các bạn. Ok, chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đo đạc nha. Ở đây chúng ta có một cái con điện trở này, chúng ta lướt ngang qua, đúng không? Rồi chúng ta sẽ đo thử xem nó ok không các bạn nha.
Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đo 6 đường lệnh. Bây giờ mình bắt đầu mình đo 6 đường lệnh cho các bạn xem nha. Trước khi mình đo 6 đường lệnh cho các bạn xem, mình cho mình giờ phép mình dọn dẹp xíu. Rồi các bạn xem chỗ này là cái bước này là cái bước thành công nè, cái bước thành công nè. Đó, cái bước thành công nè. Bây giờ chúng ta sẽ đo 6 đường lệnh. Cái gì đầu tiên á bạn là phải có cái đồng hồ để giám sát vol. À, đồng hồ giám sát vol. Bây giờ chúng ta sẽ đo thử cho các bạn xem nha. Đây, các bạn gắm lại y chang nha. Các bạn gắm lại y chang nè. Đây, chúng ta gắm lại y chang. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ thử, mình sẽ thử luôn cho mấy bạn xem. À, chứ không cần phải giấu giếm đâu. Cái này hiện bây giờ những cái bo Samsung này nó nhiều lắm các bạn. Bây giờ dạy trên mạng mà mình còn không thèm giống với bạn nữa thì huống gì mà về mà dạy chuyện dạy thầy trò với nhau mà các bạn đóng tiền mình học mà mình dạy giấu đúng không? Ngay cả dạy trên mạng mà còn cho mấy bạn xem rõ ràng đúng không? Đó. Rồi chưa? Xong xuôi chưa? Rồi chúng ta gắn cái dây phao vô nè. Đây. Không có cái này không chạy nha. Rồi bây giờ chúng ta thử nha. Rồi xong xuôi chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cắm điện nè. Cấp điện vô, chúng ta đo 6 đường lệnh coi còn không. Nếu như còn thì chúng ta sẽ thay xem sức nha. Thì thay xem sức xong chạy rồi chúng ta mới giao, chúng ta mới lấy tiền ha. Rồi chúng ta sẽ ăn khách hàng là 450k cho đến 500k cái món này không ạ. Rồi ok chưa, xong chưa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử đây 6 đường lệnh đây. Vì cái việc mà cái dây mát này nó nằm đây. Chúng ta sẽ cắm là cái dây mát cho nó ha. Đây dây mát cắm vô đây nè. Đó, các bạn lấy chân số 3 cho mình nha. Chân số 3 là mát nha. Đây chân số 3 là mát. Đây chúng ta cắm vô. Cái con xem sức chúng ta khoan quan tâm ha. Chúng ta chỉ đo 6 đường lệnh thôi nha. Đây. Chân số 3 nè. Ok chưa? Cắm vô ok chưa? Rồi. Các bạn xem nha. Rồi, bắt đầu nha. Thì đây là chúng ta sẽ vô một đường lệnh nè. À, bạn nào chưa xem rõ mình sẽ lấy một cái máy tính mình sẽ phóng lớn lên cho các bạn xem 6 đường lệnh nha. Ok. Ừ. Đây 6 đường lệnh nằm đâu đây các bạn? Đây 6 đường lệnh là nằm vị trí này các bạn, các bạn thấy 6 điện trở không? Đây 6 con nó đều trang nhau. Đây mình lấy cái tru vít mình chỉ cho mấy bạn xem. Đây đây các bạn, các bạn thấy 6 con không? Đó 6 con thấy không? 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 con đó. 6 con đó gọi là 6 điện trở, 6 đường lệnh. Thì các bạn đo coi là nó có vô, nó xuất ra vô đều không. Nếu như xuất vô đều thì vi xử lý điều khiển tốt ha. Rồi bây giờ chúng ta đầu tiên thì khi mà chúng ta mở máy lên thì nó sẽ là 0 vô nha các bạn. Nó phải là 0 vô. Nếu như chúng ta mở máy lên mà có một sẵn một số vô cố định rồi thì con bò đó con vi xử lý cũng hư rồi ha. Đây chúng ta mở máy lên, mở nguồn. Mở nguồn. Rồi chúng ta đo một lệnh trước nha các bạn. Chúng ta đo một lệnh trước nè. Đây. Để tăng pick nha các bạn, pick. Chúng ta đo một lệnh trước nha. Đây. Các bạn cẩn thận nha các bạn, cẩn thận. Rồi, ok, một lệnh trước nha. Rồi, chúng ta xem coi khi mà nó nhảy xuống nó nhảy vol không nha. Nếu như nhảy vol là ok. Rồi, chúng ta thử xem. Rồi các bạn chờ xem nha. Nó khi mà nó xuất lệnh nè, có VCD xuất lệnh không nè. Nó xuống 13 nha các bạn. Nó xuống 13 nó sẽ xuất lệnh. Nó xuất lệnh là được nha. Còn nó không xuất lệnh là thua nha các bạn. Xuất lệnh các bạn. Chúng ta đo lần thứ hai thử xem. Vì ta nè. Có không các bạn? Có lệnh không? Nó nhanh quá, nó nhả nè. Nó nhanh quá, nó nhả đúng không các bạn? Rồi, tiếp theo lệnh nữa nè. Còn các bạn cắt ăn nữa thì các bạn nhả con xem sức ra luôn ha. Thì nó sẽ có lệnh lâu hơn. Tại vì nếu như mà chúng ta giữ lệnh lâu quá thì nó sẽ nổ ha. Cho nên là con vi xử lý nó cũng rất là thông minh. Nó chỉ cần nhích lên cái mà nếu như mà có chạp thì nó nhả liền. Các bạn xem tiếp nè. Có không?
không? Bây giờ chúng ta sẽ cắt thử cái chân cấp nguồn dương cho xem sức đây cho các bạn xem thử nha. Rồi chúng ta sẽ cắt thử cho các bạn xem nha. Để xem nó có lệnh không nha. Chúng ta lấy cái kìm cắt mà cắt nè. À, cái chân cấp 300V đó các bạn. Các bạn cắt nó ra. Đấy. Cắt nó ra. À, cái chân 300V đâu? Rồi chúng ta sẽ mồi cái mạch ra chút xíu ha. Đây cái chân 300V nằm đây nè các bạn. Đây cái chân này chân 300V nè. Ở chân ngoài điểm vô chân thứ hai nè các bạn. Chỗ này cái keo nó bị nóng quá hay sao nó thúi keo luôn các bạn ha. Đây chúng ta cắt ra cái ha. Cắt mà các bạn nên nhớ nha, các bạn cắt sao mà lỡ có gì thì các bạn còn hàng lại được nha. Có một số bạn kêu cắt cái nó cắt lụi luôn, có chừng kêu nó hàng lại nó hàng không được. Rồi chúng ta thử làm cái ha, thử xem cái lệnh nó lâu hơn không ha. Đây, thử làm cái. Rất rõ ràng nha các bạn nha, không có giấu giếm mấy các bạn đâu nha, các bạn đừng có nói mình giấu nghề ha. Các bạn xem thì các bạn cũng có thể làm được ha. Các bạn theo cái bước của mình là các bạn làm thôi. Rồi chúng ta chờ xem. À, các bạn thấy không? Thấy có lệnh chưa? Các bạn thấy không? Khi mà chúng ta tách cái 300V ra nó có lệnh lên là một lệnh nha các bạn. Chúng ta lệnh thứ hai nè. Đây, lệnh thứ hai. Đây là lệnh thứ hai đây. Nó phải có 6 lệnh nha, nếu 6 lệnh ok hết thì chúng ta sẽ thay xem sức vô. Được chứ các bạn? Đây, hai lệnh này các bạn thấy không? Cái thời gian nó nhịp rất là nhanh cho nên là nếu như chúng ta dùng những cái đồng hồ thường thì chúng ta sẽ không bao giờ đo được nha các bạn. Đây. Tiếp tục nè. Cái thang 5V nó nằm trên đây là fix mắt là 5V nè các bạn. Rồi chúng ta chờ xem. Nhìn được không các bạn? Nhìn được không? Cái thang trên cùng nè, bạn thường nó không không nè các bạn. Nhìn số 3, 13 nó trục xuống là bắt đầu nó lên là 5V nè. Thời gian diễn ra rất là nhanh, các bạn thấy không? Nếu như chúng ta dùng đồng hồ kim chúng ta đo không bao giờ kịp. Rồi 3 lệnh nè, 4 lệnh nè. Lệnh thứ 4 nè. Đó, các bạn hiểu cái phương pháp làm không? Như vậy này nếu như chúng ta kiểm tra ok hết tốt 6 đường lệnh rồi chúng ta bắt đầu tiến hành hai xem sức. Đó. Đừng bao giờ gỡ một con gì ra khi con đó không hư. Các bạn thấy rõ ràng chưa? Rồi chúng ta sẽ làm có von không? Đó, thấy chưa? Còn hai lệnh nữa nè. Đó, có hai lệnh nữa nè. Tiếp nè. Sửa là phải có căn bản, có kiến thức chứ chúng ta không thể là chúng ta sửa bừa sửa bậy được đâu các bạn.
Đây, còn còn hai lệnh, một lệnh này là lệnh nữa, rồi lệnh nữa là hết nha các bạn xem. Cuối năm các bạn chắc việc nhiều ha. Rồi, đó thấy không? Rồi tiếp tục còn lệnh cuối cùng. Lệnh này nữa là ok, nữa là chúng ta sẽ thay xem sức nha. Hợp lệ luôn rồi chúng ta thay xem sức. Đâu có điện trở, tại vì mình vịn cái tay các bạn, thấy không? Những cái ba này thuộc là rất dễ, chứ không có gì gọi là khó khăn. Các bạn ráng cố gắng, các bạn xem kỹ kỹ, các bạn có thể ở nhà, các bạn có thể tự mần mò, các bạn có thể sửa được. Đó, ok, 6 lệnh được, ok, xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta thay xem sức nha. Thay xem sức. Rồi, thay xem sức, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta làm thôi các bạn ha. Rồi, chúng ta sẽ ấy chì vô đầu tiên á, thì các bạn xem coi là chúng ta sẽ ấy chì vô nó trước ha, ấy chì một số chì của mình vô để chi, để cho cái chì của mình với cái chì của nó sẽ dễ tháo hơn chút xíu ha. Đó. Đó. Còn không thì các bạn thấy thì các bạn cũng cắt, có thể cắt nguyên xiêm sức là cũng được các bạn ha, tại vì nó chập rồi đúng không? Rồi cắt ra không, không cũng được ha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cắt đi cho nó nhanh ha, cắt đi. Tại vì gỡ thì cũng ok, cũng gỡ được ha, cắt nó nhanh. À, hồi hộp hả, đâu có gì đâu à, thầy làm rất là rõ ràng luôn á các bạn, thầy không có làm gì giấu mấy bạn hết trơn. Một số bạn nói là thầy dạy giấu nghề, quay video cho mấy bạn xem còn không thèm giấu, mà cần gì mà giấu nghề đâu. À, một số thành phần phản động á em, nó nói kia đúng không, tào lao cái mồ đó. Tại vì chúng ta xác định nó chắc chắn nó chết rồi đúng không, thậm chí chúng ta quay video clip mà có gì chúng ta cũng đưa khách coi coi được ha các bạn, không có phải quan trọng ha. Một số bạn khi mà sửa không có quay video clip thì các bạn sợ khách họ họ dở kèo này kia các bạn ha. Đó. Đấy đó. Đúng không, cái chân nằm trong thì hơi khó hết cơ. Đó, cắt ra thì nó chết rồi á, nó chết rồi chúng ta cắt luôn. Chúng ta xác định rõ phải không, xác định rất rõ ràng. Giờ chúng ta làm một cái là nó chạy luôn nha, chứ không phải là chúng ta làm xong rồi phải thử, phải ưu cho nó không chạy, là lỡ lấy con xem sức ra rồi thì chết rồi làm sao, lỗ ha, không không sửa được cũng ra không chịu cũng phải lỗ. Còn mình á là mình, cái quan trọng của người học và người không học, các bạn biết chỗ nào không, là cái vấn đề xác định ban bệnh chính xác đó. Nếu như chúng ta không đi học á thì chúng ta làm thử này kia kia nọ, chúng ta làm đâu có được đâu, thậm chí không được mà chúng ta còn gì, chúng ta còn khi chúng ta mua linh kiện á, chúng ta tốn tốn tiền mua linh kiện mà chúng ta lại không có được công việc. Cái khó cái đó mới là quan trọng. Chứ còn khi mà chúng ta đi học rồi á, chúng ta xác định ban bệnh nào hư như thế nào, hư nào chúng ta xác định chính xác, là chúng ta gỡ phát một, chúng ta thay phát một là vô nó chạy à. Cái vấn đề nó nằm 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 cái chỗ đó đó. Chứ còn cái vấn đề mà thay thử ai không biết thay thử. Cái thằng học sự mới học vô mình kêu nó thay thử nó cũng thay được nữa các bạn. Chứ đâu phải nhất thiết là phải làm lâu năm đâu. Số nơi dạy học sửa bo mạch đó thì bắt nhỏ ngồi thay, bắt nhỏ ngồi thay thử. Nó thay thử làm gì, mấy cái này đâu có gì đâu mà thay thử. Bây giờ dạy cho nó cái phương pháp để nó xác định đi sống chết này kia, chứ đừng có bắt nhỏ ngồi thay thử. Đâu có thời gian đâu mà ngồi thay thử mấy cái này. Có nhiều ông thầy ngộ lắm, kêu nhỏ cứ mày ngày cứ ngồi mày thay thử đi, chừng nào nó chạy thôi. Trời ơi, sao mà thay được, ngày xưa cái bo mạch nó không có nhiều con linh kiện hết. Bây giờ bo mạch bây giờ các bạn nó rất nhiều linh kiện, làm sao mà thay từng con được. Nó nổ rồi các bạn, không sao cả. Nó còn hết chỉ ta, nó còn con nào không?
mình thấy thầy thấy mình thầy khui nó hết chân rồi mà đó, thấy khui nó đâu còn chân nào đâu trời. Thế là khui hết chân rồi đây, để coi coi còn dính chỗ nào không, không để nó hít con IC xuống đây rồi. Nó hít em, nó hít đó. Chứ thấy là thầy khui hết trơn rồi đó. Để coi còn chỗ nào không. Rồi, nói chung thì cũng phải từ từ thôi. Nhanh quá thì nhiều khi chúng ta vội vàng quá thì cũng không được. Rõ ràng là hết rồi đó các bạn, thấy không? Nó rõ ràng là hết rồi đó mà nó không đi lên đó chứ. Thấy không, rõ ràng nó không lên đây các bạn, nó hít cái gì đó, đó thấy không, nó hít mà nó tại vì kẻ cắt hết rồi mà nó hít cứng ngắc. Rồi chúng ta sẽ làm ấy kêu, các bạn đừng có đừng có lấy hết keo nha, các bạn hết hết keo các bạn chừa một chút xíu lại để chút nữa chúng ta để con IC kia lên là nó vừa nha các bạn. Các bạn biết sao không, chúng ta sẽ canh cái miếng nhôm với lại cái miếng keo này nè nó vừa nè, đừng có nải hết keo của người ta ra, nải hết keo của người ta nó dở lắm, nó dở còn biết sao chỗ nào không, chúng ta gắn vô sợ cái miếng nhôm nó không sát á, cho nên là chúng ta để lại miếng keo cho nó, để chúng ta nè để là cái thân này nè đó để gắn vô thì nó sẽ vừa với lại cái khi mà chúng ta gắn cái xuất mới vô tụi nó thì làm khi dùng quốc tế cho nên nó câu nào cũng giống con nào hết trơn, khi mà chúng ta gắn vô thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ vừa bằng cái miếng nhôm đó, đừng có cắt hết miếng nhôm, đừng có gỡ hết cái cúc keo chỗ này ra của chúng ta đó, bôi sạch sẽ đi ha. Rồi chúng ta giờ chúng ta sẽ nhả những cái chân ra ha. Ok tiếp tục được sáu lệnh rồi, sáu lệnh rồi. Mình làm được 6 lệnh đó, mình làm là tới đâu là mình chắc kèo đó đó, chứ mình không có chơi cái kiểu mà thay đại sửa máy mà sao thay đại được. 6 lệnh ok rồi, tốt rồi đó. Đó. Chúng ta lấy ra. Mình dạy mình chắc lắm chứ không mà mình không có chuyện chơi đâu, mình dạy học trò là chắc lắm, nào về cũng chắc chắn biết làm hết đó. Nó chút nữa mình lật cái mặt trên cái mình gấp mấy chân ra tại vì mình đẩy nó xuống gần hết rồi đó. Còn không thì chúng ta lấy cái này nè, chúng ta chọt nó xuống luôn cũng được đó. Đó nóng nóng à, chọt xuống luôn đó. Chọt xuống luôn cũng khéo khéo nha, để chọt nó đứt mạch đó. Chọt vậy là cái chân nó rớt ra luôn các bạn thấy không. Nói chung mà bảo các bạn sẽ có phương pháp làm thôi, cái này đâu có gì đâu gọi là cao siêu đâu, mỗi bạn sẽ có một phương pháp làm cho riêng mình, bạn nào làm nói chung làm sao mà nó đừng chóc mạch là ok thôi chứ đâu có gì đâu khó, đừng có bao giờ nói khó. Mình làm chưa, mình làm đi rồi đừng, đúng không, mình chưa làm mà mình cứ than khó không là không đúng đâu nha các bạn, nó không đúng đâu. Đó, chỗ này nó cứng cứng nè. Chúng nó xem chỗ đó ha.
đó. Cho mà xem coi trên đây nó ra hết chưa nè, đó nó còn dính dính này các bạn thấy không, đó còn dính. Bạn nào vẫn còn phải cẩn thận á. Đó, mình sửa là rõ ràng nha, không có giấu giếm nghề nghiệp gì đâu nha. Các bạn đừng có vô đây mà các bạn nói ông thầy này ông dạy em giấu, giấu mẹ đâu giấu, nãy giờ có làm gì đâu giấu. Đó, gì làm tới đâu rồi các bạn xem tới đó tận mắt luôn. Các bạn đi tới những chỗ super mạch chưa chắc người ta cho mấy bạn xem đâu. Xem làm đâu. Vô nó đuổi ra chứ làm gì nó cho mình vô, vô chỗ nó sửa. Đó, ở đây xem miễn phí thì không chịu xem đâu à, mai mốt bắt đầu gặp banh bệnh mà các bạn hỏi là hỏi mình không chỉ thì các bạn nói mình này kia. Đúng không? Người ta làm trước mắt cho mình xem luôn đó, mình cứ việc xem thoải mái. Cái này mình rút lên được không các bạn? Rút lên được mình rút ha. Còn nếu như không được thì gì không? Gì không vậy? Được không? Lên được không? Không được rồi ha. Nó dướng ha. Nó chỉ đi xuống thôi chứ nó không đi lên được. Chưa? Mình làm thì là ti nhanh đó, không có lâu đâu các bạn ha. Tại nói chung là cũng hơi lâu xíu, tại lâu là do hướng dẫn mấy bạn. Chứ nếu như bản thân mình làm thì nó nhanh hơn nhiều các bạn. Phải hướng dẫn đo đạc cái này đo đạc cái kia đúng không? Để cho các bạn hiểu không? Đó, bây giờ mình chọc cho nó xuống hết ha. Xuống hết đi. Rồi, coi còn không? Còn lấy ra. Đây, nó vẫn còn dính dính nè, các bạn thấy không? Nó lì lắm. Nó lấy đẻ nhẹ ra. Rồi, sạch, lo cho nó sạch sẽ xíu ha. Rồi, như vậy các bạn sẽ gắn con xe công suất mới vô. Được chưa các bạn? Đó, ok. Khi mà chúng ta làm sạch sẽ rồi, chúng ta sẽ gắn con mới vô. Đây là quá trình mà chúng ta sửa một cái bo nha. Mình làm rất rõ ràng nha. Không có giấu giếm mấy bạn bất cứ một cái thứ gì nha các bạn. Đó, cho nên là các bạn đừng có nói mình là giấu này kia nha các bạn. Nha, rõ ràng chưa? Rõ ràng chưa? Rất rõ ràng chứ hả? Ừ. Rồi, lấy coi xem sức mới gắn vô nè. Cái này để đâu rồi, nó đi đâu rồi? Cái này thầy có để một con đây. Đây, 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 đây. Đây, gắn vô. Chỗ nào chưa chấm thì các bạn cần phải làm cho nó sạch sẽ. Đó, rất rõ ràng nha. Giấu cái này có gì đâu giấu. Quan trọng là các bạn đi học thì các bạn sẽ được vô nhóm Zalo nội bộ. Thì trong đó có những cái banh bệnh đó các bạn, nó còn ngoài sách vở nữa kìa. Đó, ok. Rồi, khi mà các bạn gắn vô á, nè, các bạn lưu ý nha. Khi mà các bạn hàn vô liền á, các bạn hàn vô liền á, thì nó rất là dở. Các bạn biết sao không?
khi các bạn hàn vô liền á thì chút nữa cái mũi gắn thì nó sẽ bị cấn chỗ này nè. Cho nên là cái việc các bạn cần là các bạn gắn miếng nhôm trước. Rồi, gắn miếng nhôm trước xong hàn sau ha. Rồi chúng ta sẽ check cho nó miếng keo trước nè. Đó, check miếng keo. Đó ha. Nhiều hay ít thì do mấy bạn thôi, nhưng mà mình nên cũng vừa phải thôi, không nhiều không ít ha. Cũng vừa phải tương đối thôi các bạn ha. Còn thấy một số bạn chết chèn nhẹt không? Thôi cũng kỳ, tùy bạn nào muốn làm sao làm á, nhưng mà cái này thì cũng không có gì gọi khó khăn các bạn. Đó, như đây được rồi ha. Được chưa? Dư thì chúng ta sẽ lau đi. Đấy, làm rất rõ ràng ha. Mình thậm chí cái điện thoại đi coi. Đó, rất rõ ràng chưa? Rồi chúng ta sẽ bắt ốc vô nè. Bắt ốc vô. Ok. Rồi, bắt vô nha các bạn nha, bắt vô. Bắt vô. Chứ là bắt vô trước đã, bắt cái miếng nhôm vô trước đã rồi tính ha. À, nhớ là nhẹ nhàng thôi các bạn ha, nhẹ nhàng thôi. Đừng ấy quá, ở đây nó hơi ấy, chúng ta sẽ cái này cái miếng cũ nè. Chúng ta sẽ cho nó chấm ra để chúng ta bắt con ốc dễ nè. Đó. Rồi, cái miếng nhôm vô. Cái điều này đó là nó không phải là nó vấn đề nó gọi là cao siêu, mà cái vấn đề này thuộc về là cái khéo léo thôi các bạn. Cái khéo léo thôi chứ không có gì gọi là cao siêu lắm các bạn. Nó khéo léo xíu thôi. Bạn nào khéo thì bắt mau xíu một chút, còn bạn nào không khéo thì từ từ nó cũng xong, đúng không? Cái này không không phải là thuộc về vấn đề, không phải thuộc về vấn đề mà giỏi hay dở, mà vấn đề thuộc về nó khéo. Bạn nào khéo tay thì bắt nó mau xíu, rồi bạn nào mà không khéo thì sẽ lâu hơn xíu. Thầy làm video là mong giúp ích cho mấy bạn để các bạn sửa bao mạch mà, cho nên là làm nó rõ ràng lắm, không có gì gọi là giấu mấy bạn hết á. Rồi bắt cho cứng cứng ha. Rồi sao nữa các bạn? Rồi chúng ta sẽ hàn vô. Đó. Như vậy thì các bạn thấy cái phương pháp làm nó như thế nào? Nó ok mà. Đúng chưa? Rồi, khi mà bạn bắt vô rồi á, đúng không? Thì chúng ta mới hàn nha, để xuống rồi bắt vô. Đó. Để cho nó chạy ra. Đó, bắt vô. Rồi bây giờ chúng ta hàn nè. Đó. Đó, bây giờ chúng ta hàn vô. Vì là chắc chắn là miếng nhôm nó đã gì? Nó đã áp sát gì các bạn? Nó đã áp sát rồi ha. Rõ ràng chưa? Rất rõ ràng ha. Không có gì giống vậy. Các bạn cứ coi bình thường thôi, coi từ từ. Rồi các bạn cũng làm được thôi. Các bạn hay đổ thừa là mình làm được, làm được. Các bạn có làm đó mà được, cứ làm đi. À, mình nói cũng khó các bạn ha. Những các bạn không có trong nhóm Zalo nội bộ thì khó lắm. Nhiều khi các bạn làm không ai trợ giúp. Còn học trò của thầy á, thì nó được trợ giúp trong mọi hoàn cảnh đó. Cái nhóm Zalo của mình là nó hoạt động 24/24 mà, cho nên là lúc nào nó cũng có thể là hỏi được và lúc nào cũng có người trả lời cả, cho nên là những các bạn trong nhóm Zalo nội bộ thì rất là ok, ngon lành đó. Cái xem trước này ông Tư cũng gỡ ra đưa cho thầy nè, không biết nó sống chết không, với lại quên một điều kiện là đo ha. Để giờ đo thử đi, đo ôm trước ha. Ông gỡ trong cái bo hư ra vậy. Đo thử cái nha các bạn. Đây là 300 nè, là 300V nè. U nè. V nè. Nếu như một coi xem tốt thì nó sẽ bằng nhau ở mỗi số ôm, các bạn không? Rồi, NU nè, với U nè. NV với V nè. Và NW với W nè. Đó. Ok chưa? Đó, nó sẽ bằng nhau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ gắn vô. Rồi chúng ta gắn vô thử ha. Được thì chúng ta lượm lúa thôi.
Rồi thầy hướng dẫn mấy cái này hết rồi nha, cho nên không 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 phải hướng dẫn lại cho bạn xem. Rồi, xong xuôi. Rồi còn gì nữa không bạn? À, cấp điện ha, cấp điện cho nó. Dạ, chúng ta gắn một đầu vô luôn. Được thì chạy luôn ha. Được thì chạy luôn, không phải rườm rà. Rồi, xong, mở nguồn. Rồi, chờ kết quả. Được chứ bạn? Ừ, thì bạn nào xem like của thầy cũng hiểu mà, đâu có gì đâu khó. Chỉ có cái là xem càng càng chậm, càng kỹ thì càng càng giỏi thôi à. À mối nguyện hả? Ừ. Rồi, chúng ta thử xem. Chạy thì lũng lúa thôi, 550k thôi. Ừ. Đấy. Rồi. Nó chạy thì thời gian nó sẽ tụt xuống ha, còn nó không bị nhảy thời gian. Đấy, làm phải tự tin lên, các bạn làm mà các bạn không tự tin thì các bạn làm sao được? Phải tự tin lên. Rồi các bạn đi học rồi các bạn sẽ làm được những cái chúng ta rất tự tin. Đấy. Đi học ở đây thì chỉ bảo hết à, mấy cái này chỉ bảo các bạn hết rồi. Cho nên là không có gì phải phải lo hết đâu. Ok. Rồi motor quay rồi đó. Thời gian không tụt rồi đó. Ok chưa? À, tại vì cái motor thì để ngoài đó. Ok chưa? Hết nhảy thời gian, được chứ? Đó, lụm lúa lụm lúa, lụm vậy đó. Được chưa các bạn? Xong chưa? Dạ, cái quan trọng là đi về phút cuối cùng không được nhảy, không được nhảy thời gian các bạn ha. Còn thôi đây 13 nhảy lên rồi. 13 nhảy là 15 rồi đó. Như vậy thầy đã làm xong. Bạn nào có nhu cầu học sửa bọc mạch thì để liên hệ với thầy theo số điện thoại là 0907 716 705. Zalo của thầy là 093 115 7788. Chúng ta học tại 861 661 Trần Xuyên Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn nha. Ở đây thì thầy chỉ dạy trực tiếp thôi, không có dạy online Zalo Facebook gì, không bán bên bệnh, không bán tài liệu, không bán giáo trình giáo án. Chỉ dạy trực tiếp cho học viên thôi các bạn. Học dạy nghề phải biết chân biết cẳng nó, phải nhìn mặt nó này kia. Dạy người ta hiểu không hiểu là nhìn ánh mắt. Mà các bạn bây giờ các bạn không, các bạn dạy từ xa các bạn sao biết người ta hiểu không hiểu? Rồi các bạn lấy tiền người ta hả? Lấy tiền ra dễ rồi đó, nhưng mà lấy tiền mà con người ta không không làm được gì thì lấy làm gì cho mệt vậy? Đừng có suy nghĩ phương án là lấy tiền thiên hạ. Và lấy tiền thiên hạ được là phải phải có một cái công lao gì đó cho thiên hạ thì mới lấy tiền thiên hạ được, chứ đừng bao giờ nghĩ là lấy tiền thiên hạ được, cứ lấy đại đi mà có hiểu không hiểu kệ nó, chuyện đó không được đâu. Đời trang mạng đời con gần khác nước cũng vậy hả, đúng không? Thời buổi bây giờ các bạn đừng có suy nghĩ cái vấn đề mà tào lao như vậy, được chưa? Ok chưa? Rất nhanh, rõ ràng chưa? Rồi ok, bạn có thể qua lấy luôn ha, bạn cho số điện thoại nè, bạn đó đang cũng đang xem này, qua lấy được ha. À, 550k okay. Đây. Motor đang chạy các bạn thấy không, thời gian tụt xuống. Rồi đi về phút cuối cùng luôn xem như thế nào ha. Đó, ốc thì bắt cứng rồi đó, ốc bắt cứng hàng chặt rồi, chỉ cần đổ thêm một chút xíu keo chống ẩm vô, có không đổ keo cũng được không sao, nhưng mà đổ thì càng tốt, đổ mỏng thôi được. Được chưa? Làm một phát một, thầy làm một phát một thử cái là chạy luôn rồi, chứ không có cái chuyện mà sửa tới sửa lui đâu. Trời, dễ gì. Vậy có cái là bo bây giờ nhiều quá thầy giải quyết không có kịp. Quá trời làm không kịp. Mấy bạn gần Tết thì mấy bạn về quê bằng kiếm tiền thêm rồi. À, đâu ai phụ đâu. Mình xuống chết. Đó, làm phát một chạy à. Thấy không? Các bạn thấy từ đầu đuôi thầy làm một phát một là chạy không? Đâu có gỡ ra gỡ vô thử tới thử lui đâu, không có chuyện đó đâu. Cái đẳng cấp nó khác nhau ở chỗ đó đó, chứ đâu phải là ừ cứ làm tới làm lui làm tới làm lui sửa tới sửa lui, không có. Làm một cái một đo đạt chính xác, cắn vô là phải chạy, bắt buộc phải chạy. Giờ phút cuối luôn ha, cho về phút cuối luôn, một phút luôn.
Mà là có nhu cầu sửa bộ mạch thì liên hệ thầy ha. Đó, thầy làm rất rõ ràng. Mạch lạc không có gì giấu giếm mấy bạn, cũng chả có gì đâu giấu. Ba quỷ sửa bo này có gì đâu giấu, bạn nào về quê hiểu được, về quê sửa máy lẹ nuôi vợ nuôi con chứ có gì đâu mà lo. Đấy, rồi thấy không? Motor nó quay luôn rồi bạn. Nó không quay là nó nhảy thời gian à, dễ gì được. Rồi, chúng ta chờ xíu thôi, 7 phút ha. Để cho công xong câu chuyện. Làm một cái là chạy liền, chứ không có cái chuyện mà làm tới làm lui. Không có thay thử nha các bạn, thấy không, nào giờ làm không có thay thử, thay một cái một chạy chạy chính xác là con nó phải hư. Nó đang tăng tua khúc cú, tăng tua dắt á. Một lần một ha bạn, là một lần một. Nhanh không? May làm nhanh vậy đó mà còn không kịp là sửa bo cho giao cho khách đó. Chứ làm chậm sao chịu nổi. Nó đang dắt tua lên cao á. Đó, ok chưa, nó phải về không luôn nha các bạn mới được. Còn nó mà ở phút thứ hai, phút thứ một mà nó nhảy một cái lên là nó còn hư nữa đó, nó phải về không luôn mới được. Còn nữa, còn bo nhiều lắm, cũng Samsung này không.
Đó, nè tăng tru mạnh dữ lắm luôn rồi các bạn. Xong là qua đấy luôn ha. Mình làm cho bạn là từ cái lúc mà cắt cái nhựa ra, đo đạt thay thế đàng hoàng nha, chứ không có chơi chuyện sửa trước rồi giả bộ sửa, không có, không có chuyện giả bộ sửa nha. Sửa là phải sửa đàng hoàng cho người ta coi, chứ không phải là giả bộ sửa này kia, không có đâu. Nó mà nhảy thời gian lên là cũng chưa được đâu nha. Nè khúc này nguy hiểm lắm nè, những phút thứ hai nè, nó phải tụt xuống một về không luôn thì ok, còn nó còn nhảy thời gian lên một cái nữa là, hoặc là nó đang tới đây mà nó tắt nguồn cái, nó nhảy nó trả lại thời gian cái là cũng chưa được luôn nha. Thấy không, chờ xíu nha, coi nó tụt xuống một không nè. Nè cái này là khúc này nó còn quay tới quay lui, quay tới quay lui để nó, để nó đi, nó bung những cái đồ ra. Thấy không, là phút thứ một nè, thấy không, nó phải về không luôn, đúng chưa? Đó, chờ xíu nha, nghe kêu cạch cạch thì chúng ta phải rút cái công tắc cửa ra, là nó nhả cửa, nó bung cửa. Mình mà nhả cửa trước là nó báo lỗi á, nó còn phải quay tới quay lui, quay tới quay lui mấy lần nữa. Đó, khi nào nó ok hết rồi chúng ta ấy rồi chơi nhả thử nha, báo không, còn quay không, thử đi, thử cứ thử thôi. Đó, nếu mà nhả sớm trước á là nó sẽ báo không, nó đứng nó báo lỗi DC các bạn. À, đó rồi ok. À, bạn qua lấy đi ha, chúng ta làm xong rồi bạn. À, bạn có thể qua lấy ha. À, chờ xuống dưới thì chúng ta sẽ ấy keo nó này kia lại ha. À, ok đấy, ok, chúng ta kết thúc video, cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi nha, bye bye các bạn.